Con gái Vương Phi khoe ngoại hình thay đổi ở tuổi 17. Ở tuổi trưởng thành, con gái Vương Phi sở hữu thần thái táo bạo. Ngày 27 tháng 5 vừa qua chính là sinh nhật tuổi 17 của Lý Yên, con gái Vương Phi và Lý Á Bằng. Nhân dịp này, Lý Yên có chia sẻ khoảnh khắc chụp chân dung đầy ấn tượng và thần thái lên mạng. Bức ảnh của Lý Yên nhan chóng gây bão mạng xã hội. Trong ảnh, con gái Vương Phi diện áo sơ mi trắng, tóc dài thướt tha ra dáng thiếu nữ. Thế nhưng điều khiến công chúng ấn tượng hơn cả chính là ánh mắt sắc lẹm cùng thần thái đầy khí chất của Lý Yên khi nhìn vào ống kính máy ảnh. Bước sang tuổi trưởng thành, con gái nhỏ của Vương Phi cùng chồng cũ Lý Á Bằng có sự thay đổi về vẻ ngoài lẫn thần thái. Không còn dáng vẻ nhút nhát năm này, hiện giờ Lý Yên đã có cho mình thần thái tự tin cùng phong cách sành điệu. Không ít ý kiến cho rằng, con gái Vương Phi ngày càng cuốn hút hơn và sở hữu nhiều nét đẹp được di truyền từ người mẹ nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng, Lý Yên hiện giờ khá táo bạo so với độ tuổi 17, con gái Vương Phi cũng không ít lần bị netizen nhắc nhở vì điều này.